Chào tất cả anh em. Anh em thấy cục đẩy PR2.6 này thế nào à? Quá đẹp anh em nhá. Nó không những đẹp về nội thất, ngoại thất nó đẹp luôn. Chất âm này trên còn tuyệt vời. Quá tuyệt vời đúng rồi. Đây là một cái mẫu thiết kế mới nhất 2022, cục đẩy PR2.6 của bên em, mạch class AB, công suất 600W trên một kênh, rất phù hợp cho anh em chơi trong gia đình, rất phù hợp sử dụng những cặp loa full 30, full 25 hoặc những cặp loa lầm anh em nhé. Mẫu mã được thiết kế nhìn nó rất là sang trọng và đẹp luôn. Mặt màu đen, được in những cái chữ logo thương hiệu lấy Gothic, mặt màu trắng đúng không ạ, chữ màu trắng và những cái chiếc áp của nó, chiếc áp bi vặn rất là nhẹ. Công tắc nguồn được thiết kế nhìn nó rất là sang trọng và rất là xịn sò anh em nhé. Quạt tản nhiệt được thiết kế nằm ở bên trên, máy chạy thì rất là êm. Con này size thì rất là nhỏ nhắn, rất là gọn gàng, rất phù hợp cho anh em để trong cái tủ kệ chúng ta. Nói về phần công suất cục đẩy này thì hiện tại nó cho ra là 600W trên một kênh. Mạch AB, mạch class AB, công nghệ mới nhất 2022. Với cục đẩy này nó cho ra một chất âm thiết kế, một chất âm phải nói là rất là sáng, những linh kiện của nó rất là chất, toàn là những linh kiện rất là xịn sò thôi. Khi có lỗi, sau này anh em sử dụng có lỗi, tất cả những bên mạch của nó đều được thay thế bằng những cái linh kiện khác hết anh em nhé, bằng những bên mạch khác hết, đó, rất là chuẩn. Hàng mới chính hãng, bảo hành cho em đến tới 12 tháng. Với cái lỗi tháng đầu tiên của nhà sản xuất thì anh em sẽ được đổi mới. Giá cục đẩy này hiện tại bên em đang bán với giá là 4.500.000 đồng, bao ship cho anh em, giao hàng toàn quốc anh em nhé. Quá đẹp đúng không ạ? Và bên trong của nó thì tất cả biến áp nguồn đồng hết, bên trong tất cả biến áp là nguồn đồng hết anh em nhé, và đều có tem bảo hành chống hàng giả cho anh em, hàng chính hãng luôn. Về anh em chỉ việc cào cái lớp phủ ngoài ra, chúng ta đánh quét mã AR là ok. Xem mặt đằng sau cho anh em. Với mặt đằng sau thì nó thiết kế đấy, có ổ cắm nguồn này đấy, có rắc cài loa này, ok chưa đấy. Hai đường input 1 và 2 để cho anh em kết nối từ vang hoặc từ lọc xì xuống. Ngoài ra thì nó đều có đường link hết, đường link link từ 1 và link sang 2, chúng ta chập kênh, chập bridge đấy. Cả sang panel nó sẽ là link kênh anh em nhé. Đây có những nút gạt đây, gạt sang panel sẽ link kênh, để vị trí giữa là starter và gạt qua trái nó sẽ là bridge, sẽ là chập kênh. Con này thì anh em thể ghép được một cặp loa bass 30 và một cặp loa bass 25, rất là chất. Mặt thì có thể xoay gương được, nhìn nó rất là sang, nó rất là sang trọng. Con này thì sò của nó lên tới 16 sò, nó rất ít sò thôi, nhưng mà linh kiện của nó rất là xịn sò, nó cho ra công suất là 600W trên một kênh. 16 sò và 600W trên một kênh, đây công suất chuẩn của nó anh em nhé. Với những cái phòng nhỏ như tầm 17 đến 20m2 anh em để chơi được hai cặp loa 30. Còn anh em muốn căng thì anh em có thể chơi một cặp loa 30 và một cặp loa bass 25 là căng nhất. Thì đây là những cái mẫu đẩy hai kênh được thiết kế rất là sang trọng và chất âm cho ra là rất sáng. Em cũng đã test cục đẩy PR2.6 này rất nhiều rồi, thì hôm nay giới thiệu cho anh em thêm một lần nữa thôi, test chất âm và mở nội thất khá nhiều rồi. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu mua về những mẫu đẩy hai kênh này thì anh em liên hệ trực tiếp với em thôi. Đẩy thì bên em bán rất là nhiều ấy, như anh em thể nhìn đây.
bán rất là nhiều cái dòng đời. Rồi ok, thì rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bạn nào đang có nhu cầu mua hàng thì gọi trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.